Rồi, chào tất cả mọi người nha. Rồi, cái thông tin mua hàng bên cái shop em là trên đây. Mọi người xem ha. Số điện thoại liên hệ nè. 0334830843. Đó, thông tin hôm nay là video 228 ha. Video hôm nay có mã 228. Mọi người mua hàng thì chốt hàng thì liên hệ có mã sản phẩm trên từng cái sản phẩm ha, rất là rõ ràng cụ thể nè. Em về cũng khá là nhiều món nè mọi người, có những món mới mới lạ. Em giới thiệu cái đây là cái mồi lửa ha, mồi lửa của Nhật. Dạng này là mình dùng để mồi lửa chung, mình tẩm tẩm dầu vô đây ha. Đây, cái chỗ cho mình tẩm dầu vô này rồi bịt lại. Đây là cái tim mồi lửa, có thể mồi lửa để sưởi ấm hoặc là đốt này kia ha. Đó, nó bằng inox ha. Đây, bằng inox không mọi người, nó full là nó bằng inox của Nhật ha. Kích thước nó là mã số 1 ha, giá bán 250 nè. Số 2, số 3 đây, về hai cái kính lúp. Cái kính số 2 này là nó có xài cái bóng đèn nha mọi người, nhưng mà em không có thử luôn nha, tại vì nó mất cái nắp này rồi, không có thử này, coi như bán cái kính thôi. Này, kính thì rất là đẹp, còn ok. Cái này nó dơ mọi người, rửa nó ra chung còn nhìn rất là rõ luôn nè. Đó, nó phóng to, rất là to. Hai cái như nhau ha, phóng độ phóng động. Rồi cái này bằng nhựa là 200.000 mọi người. Cái này rộng nó bằng kim loại. Cái cán nó gãy rồi nha. Cái này nó có cái ràng ốc đây ha. Mọi người về chế cái cán nó rất là dễ. Thiết kế là cái ràng ốc. Đó, cái này nó bằng nhựa này, cũng độ phóng đại rất là to, nhìn rõ. Kính rất là trong veo ha. Rồi mở số 3 200.000, mà số 2 cũng 200.000 ha. Rồi về được cây cưa sắt nè. Cưa sắt cưa trong góc hẹp mọi người. Cưa này nó rất là tiện. Cưa trần, la phong, cưa cây, kiển cũng được nữa. Cái lưỡi nó nhỏ, lưỡi cưa sắt. Một mặt nhỏ, một mặt to hơn xíu ha, rất là tiện để mình xài. Đó, kẹp vô về là mình cưa được ha, cưa ở đây cũng được, cưa ở trên này cũng được, nó có thể lúc vô tốt bên trong luôn, thục nó vô trong luôn ha. Đó, ở đây tặng thêm cái lưỡi này của Nhật mọi người. Cái lưỡi này cũng hai mặt nhưng mà nó xài rồi. Đó,
Rồi cưa mã số 4 ha. 200 ngàn. Rồi số 5. Đây là ba cái ống dẫn nước. Ống dẫn nước kết cấu để dẫn từ cái van ra cái labo nè mọi người ha. Labo rửa mặt nè. Đó, như mọi người cũng nhìn thấy trên hình nó chỉ cho mình đó. Của Nhật nha, mà mã code 49. Made in Japan sản xuất. Nè, ba cái cỡ van nó bằng nhau, cũng giống nhau mà nó khác là cái độ dài ha. Một cái ngắn, hai cái dài ha. Đây, để lấy ra đo cái ống cho mọi người luôn ha. Và cái ren nhé. Rồi cái này là vô ren 21 nè mọi người. Đây đúng rồi nè. Cái này là ren 21 của vòi nước. Vòi nước thường sử dụng công dụng của mình. Đó. Rồi chốc luôn ha. Ren 21 mọi người. Đó, ống nó đó. Ống như bằng inox luôn nè. Nóc luôn nha. Rồi ba cái. Rồi. Rồi ba cái nha, 250 nha, mã số 5 ha. Ba ống. Bán chung ba ống luôn nha. Nè, cái ống dài là 30, ống ngắn là 20. Khoảng 22. Rồi tiếp theo cái đèn này xịn nè. Đèn led ha. Để là led nè. Đèn led này kẹp trên xe đạp nha. Đây. Xe đạp nè. Cái đồ này kẹp nè. À cái đồ khung để kẹp. Để bóc ra luôn. Này nó chưa có xài mọi người. Chưa có xài nha. Chăm chăm luôn nè. Nó sao đây? À đây. Đó. Quá độc luôn. Đặc biệt cái đèn này nó sạc bằng như vậy nha mọi người. À. Đó. Đấy. Học chưa? Ba chế độ. Sạc bằng cách quay tay nha mọi người. Nè, quay tay vậy nè. Nó có cái đồ tạo điện trong á. Đây hồng số nữa. LED. Ba chế độ. Rồi quay nó đầy điện rồi ha, mình gắn cho mình gắn lên xe đạp xài tiếp. Đó, ba chế độ. Quay xíu còn sáng kìa. Cái này là mới chưa xài luôn. Rồi. Mã số 6 ha, 300 ngàn. Một cái nha mọi người. Chốt nhanh thì được. Số 7 là cái kéo cắt cành nha. À, này về cái kéo cắt cành hép đúc nè. Kéo này hép đúc của Nhật. Hàng kéo tỉa này kia em về giữ nguyên cái tình trạng đó nha. Nó là lưỡi nó như vậy ha. À. Mọi người xem bật chế độ HD 4K lên coi nha mọi người. Quay nó rất là nét luôn.
chung kéo thì em kiểm tra cái tình trạng độ rơ của nó, còn cho phép được thì nó rơ ít ha, thì mình chúng mình về xử lý còn sử dụng được, còn rơ nhiều thì rất là khó để xử lý nó lại để xài tốt ha. Độ rơ thì nó rất là ít. Tình trạng là chưa mài lại nha mọi người. Người xài thì liếc nó lại ha. Bác xài liếc lại là nó sẽ bén. Này là giờ nó nguyên vậy. Nó đang xài ở bển. Tán đồng luôn. Rồi mã số 7 ha. 400.000. Kéo này size 20 mọi người. Rồi. Rồi số 8 là cái cái bộ tu vít bộ tu vít này hay nè, của Japan ha, Anet 1987, đồ cổ luôn, đồ xưa mọi người, 1987 tới giờ. Nó có cái nhíp rất là đẹp luôn, Anet. Rồi coi cái nhíp Anet made in Japan, hồi xưa nó là Anet Japan chăm chăm ha, giờ thì nó đặt nhà máy ở Trung Quốc này kia, chung thì chất lượng nó cũng nói chung là cao. Cái này nó đóng vào banh trên từng cây luôn rồi. Rồi bộ vít này là nó đây, một đầu bake ha, một đầu vít dẹt, một đầu nhọn, một đầu vít dẹt, là hai đầu dẹt, một bake, một nhọn nha mọi người. Rồi một cây nhíp xong đây nè, hai đầu vít dẹt nè, một quả ke nè, một cây nhíp nó có để đó để cho mình rút ra nó đúng mọi người, xài dễ xài đó. Rồi cái loại này là nó nhỏ xíu nha, để xài mấy cái trong đồng hồ, máy ảnh, máy điện thoại này kia đó, chung đồ nhỏ, đồ điện tử, mấy đồ bằng nhựa nhỏ nhỏ chứ không phải to đâu, chứ mấy đồ nhỏ nó tàn thứ nè, như dẫn mấy con ốc này nè ha. Đó, đồ này do máy chụp hình nè, ốc nhỏ xíu, mấy vít này dẫn. Rồi kích thước này. Mã số 8 ha, 200.000. 9 là cái một cái kìm bấm, kìm cạp mini đây, nó nhỏ xíu luôn nha, chung kích thước nó nhỏ nè, trong lòng bàn tay, nhưng mà cái mặt nó là vát xéo, vát lõm nè mọi người, mình thấy nó lõm một xíu à, còn bén đó. Chung nó còn đẹp, lưỡi còn bén đó. Rồi mã 9 ha, 200.000. Cái này là nó bằng thép trắng. Cái kích thước nó chính xác là có 11 cm. Rồi đây một cái ổ khóa mini ha, thương hiệu Son SOL, 3 chìa zin chưa sử dụng, còn mới. Đó. Ổ khóa đồng nha mọi người. Cái này ổ khóa nó full là bằng đồng ha. Mọi người biết nó rất là bền nha mọi người. Em cũng đã sử dụng qua và trong trải nghiệm qua cái ổ khóa này, nó rất là bền.
xài mấy cái ổ khóa hường bằng sắt á, khoảng 3 ngày trời mưa là nó cứng ngắc mở không được luôn, gứt cái chìa. Còn ổ này xài mấy tháng trời cả năm vẫn trơn tru nha, nó có xài qua khóa đồng nè, rồi 100.000 mã số 10 ha. Cái này size nó là mini nhưng mà đây kích thước là 39 mm 44 cm, đây là 12 ha, cái lồng nó 12, rồi cái cọng này là 4 ly ha. Rồi 11 12 là hai cây kéo tỉa ha. Đây. Rồi 13 luôn. Rồi, 3 cây kéo tỉa. Đây. 3 cây kéo tỉa nha mọi người. Nè, hai cây tỉa râm dài cán đúc. Cây này tỉa mini. Và mini dạng bầu. Ở đây là cây cán đúc hàng hiệu Nhật nha, đây dập một Nhật, đầu nó còn nhỏ nè mọi người, chung này nó sử dụng rồi. Đây, nó sử dụng rồi thì cũng còn tương đối đây. Tốt so với giá tiền nó rẻ. Rồi cây này size nó là 18 ha, mã số 11 nha, 200.000 mọi người, 200.000. Này cái lưỡi nó này. Rồi cây 12 nè. Cây 12 là cây lưỡi nó là hép trắng. Đây, hép trắng nè. Trắng tinh đó. Cây này lưỡi nó đây, mọi người xem chi tiết giùm. Có xài nha mọi người. Nó xài nhiều. Này, nhưng mà nói chung là nó cũng còn rất là tốt nè. Coi nó cách giấy nè, giấy ngọt. Giấy ngọt không? Độ gơ gần như cho phép chứ không phải là nó cũ mà nó rụng mà không có sửa được. Đây, cây hép trắng lưỡi nó sẽ rất là bền và nó chịu được nước nhiều hơn ha, nó xài nó không bị xét. Cũng là size 18 này, mã 12 ha, 250.000. Rồi tiếp theo cây siêu mini. Cây này cây kéo tỉa dạng cái chuôi nó là bầu. Cái bầu siêu mini này lưỡi nè. Dập mộc rất là đẹp. Còn ok không? Tay rất là mini nha mọi người. 12 cm nha. Còn mã 13 300.000. Rồi tiếp theo. Con mũi quan khát này độc nè. Size rất là to. Gắn máy bóng vít được luôn.
Nào mời nhìn thông số nó nè, của thương hiệu là Densan, Densan HSS 6 đến 39 mili ha. Nè, nó có ghi bắn là vàng đây nè. Đây cái cỡ mili nó có để cho mình biết nè. Sáu ly nè. Chung cái mũi này là nó có xài một hai lần ha. Mọi người nhìn cũng thấy nè. Cầm rất là nặng tay luôn. Còn nó cây nó khoan được cái lỗ rất là bự. Tới 39 mm nha. Gần 4 cm. Cái mũ cái lỗ luôn. Đây, chiều dài nó là 10 cm. Rồi mã số 14 ha, 450.000. Mũ khoan tháp. Rồi tiếp theo là cái móc của cái móc nhôm mọi người. Móc nhôm kiểu treo lên thắt lưng an toàn nè. Móc này nó treo rất là tiện. Đặc biệt cái loại này là nó bằng full nhôm luôn nha. Đây, full nhôm nha. Dùng để treo máy móc này kia nha. Không phải cái móc leo núi. Đây, có ghi nè mọi người. Thương hiệu SK11. SK11. Rất là đẹp, kích thước là 10x10 nhân 110 mm ha. 10 là đường kính cái này. 110 mm là kích thước. Này đeo vô thắt lưng nha. Nè, thắt lưng mình xỏ ở đây. Rồi treo máy móc vô. Đó, treo gì treo. Còn rất đẹp. Mã 15, 200.000. Móc nhôm. Tiếp theo là một con dũa sứ nha mọi người. Dũa dao, liếc dao, liếc dao bằng sứ. Đây. Dao sứ nha, loại nó tròn do ha. Liếc sứ liếc rất là ngon nha mọi người. Dao mình thường sử dụng mà liếc sơ qua cái nó sẽ bền dao. Giờ nó bén, lúc nào nó cũng bén. Xài thường xuyên liếc nó thì nó sẽ rất bén. Nó giữ đồ bén lâu mà nó không có bị hư dao. Chứ mình xài đến lúc nó cùng rồi, nó lục quá rồi phải đi mài lại ha. Mài lấy mặt rồi lại rồi nó liếc. Lúc đó là dao nó không tốt. Liếc thường xuyên thì nó lúc nào cũng bán hoài luôn. Rồi mã 16, 400.000. Cây liếc dao. Giống mấy người bán thịt heo ngoài chợ. Rất là thường xuyên liếc dao. Rồi lúc nào cũng bán. Kích thước nè. Đường kính cái cục sứ này là 15 mm ha. Cái này là sứ nha mọi người, sứ Nhật nha. Quên nó là bằng sứ. Sứ đặc biệt để viết dao. Rồi tiếp theo là một cái đây, cái này lâu lắm mới gặp lại. Đây là cái cắt ống đồng nha mọi người. Cắt ống đồng. Đây là cái cắt ống đồng thương hiệu Red. Red nè, Red nè. Đó, Red của Nhật. Cắt rất là tiện luôn nha.
Đây lưỡi còn nguyên, lưỡi còn đẹp, như đây còn đen hôi luôn nè. Cái đây xài nhiều nó sẽ phai cái màu của cái nước gam, cái cục đen này trong người ha. Còn đây còn đen hôi đó, chứng tỏ còn rất là mới. Người xài nhiều qua lăn lăn qua là nó sẽ phai màu, phai màu cái màu đen này nè ha. Nhìn cái là biết ngay rồi. Cái này là nó cắt được ống đồng rất là nhỏ luôn, 20 mm đến to nhất là 24 mm ha, nhỏ nhất 20 mm luôn. Này là to nhất nè, à, to nhất. Đưa vô xiết lại rồi lắc gòn vòng nó sẽ đứt ha, rất là tiện, nhỏ xíu, cắt được cái ống không dụng rồi. Nhỏ xuống nè, nhỏ xuống nó sát với lưỡi luôn mọi người, à, cắt ống nhỏ xíu luôn, ống 20 mm luôn. Này kích thước nó có 5.5 cm thôi. Rồi mã 17 nha. Cắt ống đồng giá 250. Rồi nay có lại cái cây mở đá nè. Mở đá thớp ha. Thớp Japan. Cái này là nó mở được đá lớn đá nhỏ nha mọi người. Đây nói rồi, nó đá lớn nhỏ nè, đá trên máy máy cầm tay hoặc là máy bàn đó, có viên đá và cái con ốc bắt vô là mình sẽ dùng cái này mình mở nè, chứ không có cái cờ lê nào mà mở được hết. Cái bát đó nó có hai cái lỗ, đút hai cái này vô là mở nha mọi người ha. Là nó đồ chuyên dụng cho mở đá. Rồi mã 18 ha, 200.000. Oh, nay có được một con Kumba rất là đẹp. Kumba này to mà đẹp. Đây size này cũng khá là to nè. 25 cm ha, chiều cao nó nè. Còn đẹp luôn, nhọn quắc luôn à. Mũi là mũi viên nhọn quắc. Hiệu Japan nè, Japan sản xuất SK Japan ha. Mà hiệu nè. Rồi ở đây nó có thể khép vô khít luôn nè, khít vô nhỏ nhất luôn, giờ mở to. Rồi to nhất nhiều nha. Đây to nhất 20 ngoài nha mọi người nè, như này là 21 luôn nè, 21 cm ha. Nó phải quay một bán kính cái vòng tròn 40 cm. Size cũng khá là to. Kumba này hay xài trong cơ khí nha, cơ khí với bên mộc vẽ này kia, vẽ cũng chút rồi. Rồi con ba mã số 19, 300.000. Rồi tiếp theo một con cờ lê tự động của Japan. Japan cái này size số 13 nha mọi người, mở ốc 13, một đầu mở đầu miệng, một đầu trồng tự động. Đây, nó tự động nè, đảo chiều đó. Còn rất mới đây, và nó có một độ nghiêng khoảng 45 độ cho mình mở trong mấy cái góc kẹt. Rồi size nó là 19 nè. Rồi cây khóa vòng này nó là mã số 20 ha, 200.000. Đây lâu lắm rồi, là về cây hước kẹp nhỏ, size nhỏ nè, cho mấy bác kẹp đo
cho mấy mấy đồ nhỏ nhỏ ha. Trong dòng sản phẩm của Tsinghua này, Martin Japan này, nó thiết kế ra là chuyên để đo, không phải chúng mình đo cơ khí, cũng không phải cơ khí chính xác thì nó lại dùng cái thước kia, thước loại dày, loại này là loại mỏng ha, chuyên đo mấy đồ như đồ nhựa, đồ gỗ, đồ trang sức này kia là chính ha. Đó, nhớ cái độ sai số nó cao nè ha, 1/10 mm. Rồi thước kẹp này mã số 21 ha, 250 ngàn. Nó kẹp được đến 10 mm, xin lỗi 10 cm, 100 mm đó, 100 mm. Rồi tiếp theo đây, đây cái này của Tsinghua luôn nè mọi người, Tsinghua của Nhật. Cái gương để mình soi mấy chỗ mình làm việc, mình soi mấy cái chỗ trên trần nhà này kia ha, nó phong đồ này kia soi qua mình sẽ nhìn thấy chảnh ha, hoặc trong mấy cái hốc kẹt này kia mình soi nó có thể điều chỉnh luôn rồi, xây đâu cũng được ha. Cái này vẫn ốp lại nha, có bạc kè nè, vặn luôn nha. Rồi xíu nữa lại cái là cứng là ôi cái này nó nứt rồi mọi người, nó nứt rồi em bỏ nha, xiết quá tài nó nứt rồi, tài xiết ống quá tài nứt rồi. À, bỏ nơi nói chung nó nứt rồi bỏ nha. Rồi bỏ mã này, rồi tiếp theo là cây đây, cái này là dụng cụ của Hồ Gian ha, dụng cụ để rút dây rút nha mọi người, đây là nó rút dây rút nè ha. Rút nhanh dây rút nhầm rồi, hay mình rút bằng tay lấy cái này nó rút nó có lực ha, nó vô sát luôn ha. Hoặc là rút dây cáp cũng ok luôn, dây cáp xe đạp này kia mình vô dây cáp đó. Rút nó mình chịu rồi mình đây mình xiết ốc ha, nó hai công dụng nha của Hồ Gia. Cái dây cáp và dây rút ok luôn. Rồi cái này nó làm bằng thép, nó xì trắng lên rất là đẹp, còn mới tinh, size 18. Rồi mã nó là 23 ha, 200 ngàn. Cây kìm Hồ Gia rút rút dây cáp. À, tiếp theo con này đọc nè, lâu lắm mới gặp một cái, nó rất là tiện nha mọi người. Này nó là chuyên gắn vô cái máy khoan, mà máy khoan điện này kia,
khoan đó, nói chung mấy khoan này mà nào mà nó không có cái búa trượt đó mọi người. Người gắn vô nó sẽ đảo thành cái búa trượt ha, búa trượt mũi vít, để khi bắn vít thì nó không bị quá tai, nó lúng nó làm hư cái đồ mình. Nó sẽ tới một cái lực nào đó nó sẽ dừng lại, lỗi là nó trượt qua luôn, không có bị hư đồ. Rồi điều chỉnh nặng nhẹ là nó trên đây mọi người, nó có ren này nè, điều chỉnh ha, đó xả ra hết vậy là nhẹ, cho nặng lên tí. Nó trượt, nó sẽ trượt y như là cái đó, chỉnh nặng lên nó sẽ trượt mạnh hơn nữa, như là cái máy vít có trượt trượt búa thiệt luôn ha, nó rất là hay, công dụng nó như vậy. Đầu vít này hai được rút ra nha, lấy kìm rút ra nhét vô nó hơi cứng. Vít lục giác 63 không dùng của đầu máy bắn vít nè, còn rất mới luôn, cái đầu còn rất mới, cái đầu vít nè, đầu zin rất mới. Cái này của cái đầu nó của Mitsubishi nè, biểu tượng ba cánh Mitsubishi. Rồi nhỏ gọn mà có vỏ ha, gắn qua cái máy khoan, máy khoan điện là nó ra thành máy trượt vít để bắn vít ha. Rồi mã 24 300.000. Hôm nay về hai cây kìm bấm con của thương hiệu Izumi Japan, Izumi hết á. Đây Izumi, Izumi là nó coi như là đứng nhất nhì dòng làm mấy cái đồ bấm cót này mọi người, bấm cót tay, bấm cót thủy lực rồi nó làm rất là tốt, rất là xịn. Đây con này thông số nó nè, cót là 1.25 ha, dưới 2 chấm cái cót này nha mọi người, mình nhìn kỹ rồi mình chọn ha, đúng công dụng mà mình đặt đó. Rồi mã 25 400.000, size nó là 20 26. Đây là cái cót này ha, chung nói bên ngành cót thì nó rất là nhiều cái đầu cót luôn mọi người, mỗi cái bấm nó lại phù hợp với một cái đầu, ra là một cái đầu ha. Cái số nó là cũng là 1.25 nhân cho 1.25 với lại 2.0 ha, hai cỡ. Rồi mã 26 400.000, 400.000 một cây mà. Rồi tiếp theo con đây, con máy bắn keo mọi người, con máy bắn keo mét luôn này, chuẩn Nhật điện 100V nha, đây điện 100V 15W 15W 60W ha, nó nói chung là nó tự động 15 đến 60W. Rồi em nghĩ là nó trong cái cò nó sẽ có cái điều chỉnh, nó tăng áp, tăng điện lên luôn rồi. Mình bấm vô thì nó tăng lên. Ha. Nè nó để từ 15 đến 60W luôn. Điện 100V. Rồi test ok, rất là nóng luôn nha. Nóng ra keo ngon.
keo nó đều không bị chảy này, lỗ này. Rất là ngon. Rồi mã 27 ha, 400 ngàn, xung quanh keo. Xài keo không dụng nè. Keo keo 10 ly, keo lớn á. Đó, keo như keo 10 ly mọi người. Keo này gọi là keo 10 ly ha. Không cái keo bán rất là nhiều ở ngoài. Ở ngoài mua cỡ đó là nó nhiều nhất. Keo bán cỡ đó. Rồi. À, nay có được một cái cảo nha, cái tời à, cái tời này 250 kg nha mọi người, từ Vitex 250 kg, lấy tiền cho bà, còn hoạt động tốt, ngon lành, có tự động xay. Tời lắc tay nè, lực kéo nó 250 kg nha, đảo chiều luôn nha. Còn cứng máy tết. Hai 50 kg nè, cái móc khóa nó cũng được. Đây dây xích, dây xích nó ra cỡ dài 1 mét nha mọi người, dây xích nó cỡ 1 mét. À, cái móc cũng có 250 nè. Dây xích này, xích này nó là 4 ly ha, xích 4 ly, mắt nó 4 ly. Trong cái tời này còn có cứng nè, cái khế còn đẹp luôn, khế còn đẹp, không có dấu hiệu gì mà mòn gì ha, trong mà nhông đây. Ở đây là tự do, phải trả lại không à, trả dây lại ha. Đó, trả dây lại nè. Rồi, cạo tiếp, bật lên. Rồi, cái tời này mã số 28 ha, 650 ngàn. À, tiếp theo cái này rất là độc đây, mọi người thấy không? Này, hiểu cái gì chưa? Lạ không? Nó có cái dù, rồi bên dưới rồi xe đạp, rồi cái này là cái đồ bắt cái dù lên xe đạp ha mọi người, đi lúc trời mưa ha. Cái dù sẽ kẹp vô cái bát này nè. Rồi đi lúc trời mưa. Công dụng nó là gắn cái dù lên xe đạp chạy để đi mưa. Đây mới tinh chăm chăm luôn, đầy đủ các phụ kiện ha. Đó,
À, hai bát này bắt vô đây nè, bắt vô cái ghi đông xe đạp nè, ốc mà đầy đủ rồi. Trên đây là bắt cái dù đây mọi người, nghiền nó lên rồi kẹp cái dù vô ha. Đấy, cái dù tròn kẹp vô nữa rồi gài lại. Cái bộ này nó không có đi kèm một cái dù nha, cái dù mọi người tự có ha. Mua mua cái dù rồi xài đó, bắt xe đạp rồi. Một bộ duy nhất mọi người, hàng Nhật ha, mà có 49 trong Nhật nó có cái đồ rất là lạ, nhìn nó lạ rồi. Mã cái này là 29 ha, 250 nha cái bộ này. Rồi tiếp theo cái đôn của Nhật, cái đôn này là cái đồ nha, đôn này kê, nói chung kê kê xe, kê này kê kia mọi người, rồi kê được gì kê nha, đúng tải trọng nó thì mình kê lên. Đây nó tải là 2 tấn ha, đôn này chịu tải 2 tấn nè, 2 tấn nè, chiều cao là 275 nhân cho 275 tới 365 mm là 27,5 cm tới 36,5 cm thôi. Nè, điều chỉnh được. Hay điều chỉnh được độ cao nha. Chung là cái đôn này để kê cố định ha. Khi mà mình nâng được cái vật nâng được lên rồi mình kê cố định, kê chết nó vô cái đồ này đó. Nó làm rất là đẹp mà nó thiết kế rất đẹp mà nó chắc chắn, tải đến 2 tấn ha, chất lượng mà. Tiêu chuẩn châu Âu. Rồi cái đồ mã số 30 nha, 300.000. Rồi tiếp theo là con máy cắt tôn mọi người nè, máy cắt tôn để vô điện thử rồi. Đây có còn một tấm tôn dài luôn nè, này như 5 năm đến năm. Mạnh luôn lưỡi nè, lưỡi nó lắm. Chạy mạnh lắm nha mọi người, hiệu boss boss của châu Âu, boss châu Âu xích Nhật nha, điện 110 V. Con này mã số 31 ha, 500.000, hành lý 500.000. Chừng cái máy này thì bác nào mà đúng công dụng thì mới xài tới nè. Quát nè, quát chính hãng luôn, quát xịn, xài điện 100 V. Đây cái lưỡi nè,
đó thì cắt nó lại nó sẽ rung 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 lên xuống thì nó sẽ đứt toàn thôi. Rồi giá rất là mềm 500 ngàn mã 31 hả? Rồi một cọng dây cáp để khóa xe hay là để kéo xe gì cũng được mọi người. Cáp này nó bấm một cái cót rất là dày là đây. Hiệu xịn không? Đó. Hiệu xịn nha. Dây rất là to nha mọi người. Để đo coi. 12 mm. Rồi này 12 mm trừ cái phần nhựa ra chắc cỡ dây cáp là cấp 10 á. Nhựa nó cỡ 1 ly. Đây. Nó bấm có luôn rồi à, xem cái code nó bấm lại nè, dày chưa? Rồi cái dây này nó cũng dài rồi. Ồ nó dài cỡ 1m8 nha mọi người, dài 1m8 nha, dài 1m8 luôn nha. Dùng làm cái xích xe, ok, xích nhiều xe lại đó. Không muốn xích nhiều xe lại thì xích đó. Thêm rồi khóa nữa là ok. Rồi mã 32 ha, 350 nha. Cộng dây cáp. Rồi một cây hước Nhật. Hước này nó làm đẹp ghê, mang tán này bằng đồng hết nè, nè mấy cái phụ kiện nó bằng đồng hết rồi. Thước này 20 mét nha mọi người, pylon pylon hiện nhật. Đây dây vải siêu bền, dây này là nó siêu bền luôn, nó giống như bằng vải, cũng không biết nó bằng vải gì nhưng mà nó giống vải nhưng rất là bền nè, nó rất bền luôn, chắc lắm. Rồi 20 mét nè, chiều dài nó là 20 mét. Rồi, thước này mã 33 ha, 250 ngàn. Rồi, tiếp theo là một hai cái ly nha mọi người. Hai cái ly giữ nhiệt nha, ly này loại hai ba lớp gì nè, hai lớp á. Chung là đựng đựng nước đá, đựng bia uống đồ này kia nó giữ lạnh. Giữ lạnh được một khoảng thời gian. Đây, tiêu chuẩn ở Nhật mà. Chiều cao là 15, 14.5. Đường kính 8. Rồi, một cặp ly này mã 34 à, 200 ngàn. Đây. Ô, cái này như nó kỷ niệm 35 gì nè. Để số 35. Rồi, tiếp theo là 4 cái ly. 4 cái ly này. 4 cái ly giống nhau. Ly này là made in Japan. Ly này để coi bằng gì? À bằng inox mọi người. Ly bằng inox. Made in Japan nè.
Và cái ly này cũng bằng gần như bằng inox là hết. Tốt. Này đây nha bằng. Bốn cái giống nhau ha. Cái ly này dạng nó cao mọi người. Nó cao mà nó thon lại nhìn nó đẹp. Chiều dài nó 15.5 ha. Cái miệng là 7 cm. Rồi cái đáy nó nhỏ lại ha, 4.5 cm. Rồi bốn cái không nè. Bán bốn cái cặp. Cặp này ha, bốn bộ bốn cái. Mã 35 ha, 300.000. Rồi, tiếp theo là một cái hùng nhựa. Hùng đựng đồ của nhựa. Ô, của đây. Có để giao bên nè. Đựng mấy dụng cụ đây. Có thể đựng dụng cụ xe đạp, đồ cặp cá hoặc là dụng cụ sửa chữa này kia. Này hiệu nè, kích thước nè. 30 x 20 x 14. Đó, 30 20 14 ha. Ghi sẵn luôn, khỏi đo. Rồi, còn khá là đẹp. Đây, bên trong nè. Một ngăn lớn, một ngăn nhỏ ha. Hai ngăn. Đó. Rất là gọn. Rồi, mã 36 ha, 350 nha. Một cái hộp bình đồ. Oh, tiếp theo là ba cái hộp. Cái hộp này giống như xưa luôn mọi người. Đây, cái hộp này nguyên bản là như vậy mọi người. Nó nằm trong đây nè. Người ta gói nó kỹ là như vậy mọi người. Đó. Gói lại từ bên Nhật. Mà nó gói lại nó nằm kho không biết bao lâu mà cái tờ báo này mọi người xem. Rồi. Đây. Cái tờ báo này á là tờ báo Nhật ha. Tờ báo Nhật năm 1997. Đó. 1997. Đọc chưa? Từ năm 1997 đó giờ. Đây, nhìn cái tem của nó, tem zin của nó cũng thấy được cái độ xưa cũ. Cái tem này mới là nó trắng mọi người, mà nó lâu theo thời gian nó vàng lên luôn. Này chưa có xài. À. Chúng nó còn mới tinh. Ba ngăn nha, cái bộ hộp này là ba ngăn. Đựng gì đựng ha, nó nhìn nó rất là đẹp. Nó giống như cái khay, là giống khay chầu mình, khay chầu cao, mình. Khay mâm quả. Này bộ ba. Chất liệu nó bằng. Bằng cái gì cứng như nhựa. Thì nó vẽ bông rồi. Rồi kích thước nó là 17 ha. Hình vuông 17 16.5. Rồi nó gần 17 á. Vuông gần 17, chiều cao là 5. Ba cái. Rồi bộ khay này có mã là 37 mọi người. Bán 450 nha.
Rồi, cuối cùng là cái này. Thấy không? Này mọi người ở Việt Nam chắc ít khi thấy. Dùng nó để leo núi. Nó gọi là búa leo núi. Búa này chuyên dụng để leo núi nha. Leo núi chuyên nghiệp. Họ sẽ quấu vô đá đù lên cái lưỡi này nè. Mà cái này để leo núi nhưng mà nó làm đẹp ghê. Đây, người xem cái cán nó là bằng gỗ. Nó đóng gỗ vô nè, đóng cái lưỡi vô. Dưới cũng vậy nè. Mũi nhọn dưới nè. Đây, nó là thương hiệu đỉnh đỉnh cao luôn nha. Made in Italy. Made in Italy ha. Cáp cáp là cái búa này để hình cái núi 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 luôn nè, là chuyên làm mấy đồ leo núi, đi núi đi rừng. Rồi một cái lưỡi nó là cái giống như cái cuốc, giống như cái cuốc để cuốc đá cuốc đất nữa. Cái đầu này là để bấu vô núi đá nè, bấu vô. Cái này giống như gỗ hông rồi. Cái đầu dưới thì nhọn. Rồi kích thước nó dài tới 70 cm nha mọi người. 70, cái lưỡi nó là lưỡi nó 28 cm. Rồi, cái cán 23 nhân cho 34. Rồi búa leo núi mã 38 nha, 600 ngàn. Rồi em kết thúc video đây mọi người. À, cái búa leo núi nó còn cái màu da zin của nó nè. Rồi em kết thúc video đây mọi người. Chào mọi người, cảm ơn đã ủng hộ và hẹn gặp lại. Thông tin liên hệ thì mọi người xem trên đó, không có ghi rõ ràng. Rồi chào mọi người.